Lời đầu tiên, Thiên Quang xin kính chúc tất cả các quý ông, quý phụ hậu, quý cậu, quý bác, quý bác thân tu, quý chú lục là, quý bà, quý vị, quý chị đón thân và tất cả các quý làng, quý trẻ. Và quan trọng nhất của ngày hôm nay, Thiên Quang chúc quý trang, sung dung, trăm năm hạnh phúc, sống lâu, giàu bền, bệnh tật đẩy lui và tiền nhiều như lối. Và cuối cùng, Thiên Quang xin được chúc tất cả các cháu học sinh, chỉ học tiếng tiếng chứ đừng bao giờ lùi cho ba má đỡ tuổi. Lời chúc Thiên Quang tiếng tuổi, nếu hay xin huyết trường một tràng có tay để Thiên Quang lời chúc tiếp. Ơn để tiếp nối chương trình vui liên hoan hôm nay, mừng hạnh phúc cho hai em, tôi sẽ gửi đến quý hệ hôn, nhạc phẩm, vui trong một người.